Chào anh chị, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh chị là cái giải pháp là di chuyển thùng ong nhiều tầng, thùng ong tầng kế đấy, bằng dây tăng, dây đai tăng. Cái này, phương pháp này thì nước ngoài vẫn dùng, như ví dụ như là bên Nhật này, bên Hàn Quốc và bên Trung Quốc là người ta cũng dùng cái giải pháp dây tăng. Đấy. Cái dây tăng này là có độ dài đến 5 mét, người ta có thể tăng được 4 năm, thậm chí đến 10 thùng trồng tầng tầng. Đây là chúng tôi mới tăng có 2 tầng. Đấy. Có thể tăng lên được đến 5 mét, 2 năm. Gọi là trừ đi là có thể là ít nhất là 8 tầng. Cái dây tăng này anh chị có thể mua tại những hiệu người ta bán dây tăng đơ đấy, tăng đơ gọi tắt là dây tăng đơ hoặc là dây cẩu. Dây này thì xuất xứ tại Trung Quốc. Nếu như anh chị mà mua tại các hiệu thì thường nó giá khoảng 80-90 nghìn, thậm chí hơn 100 nghìn, hoặc là mua trên mạng thì giá cũng tương đương cộng thêm tiền ship. Nhưng đây chúng tôi cũng lấy về cho chạy ong của tôi nên là giá thành cũng hợp lý. Nếu anh chị nào cần mua hộ thì tôi lấy cái anh chị là 65 nghìn một bộ, dài 5 mét, có móc, vừa có tăng vừa có móc. Dây này rất bền, dây này chịu tải là 750 cân. Dây tăng này chịu là 750 cân. Cái này là giải pháp cho nuôi ong tầng kế. Đây các khớp này, sẽ nín xuống và nắp thùng ta cũng không phải đai nữa. Và đây cái tầng trên tầng dưới là nó cũng sẽ khít này, thậm chí đáy này, đáy tôi cũng chưa đóng đinh đâu, nó khít này, nó nín khít chặt vào, là như vậy là vận chuyển đây, có thể vận chuyển này không bao giờ xê dịch, tức là nếu mình tăng kỹ tức là không xê dịch, hoặc xê dịch có độ dơ rất thấp thì nên ong không thể ra được. Cái dây tăng này sử dụng nó cũng đơn giản. Đây, như đây là tôi đã đai vào rồi, còn đây nếu tháo ra thì cần bóp cái này, bóp cái chốt này, vuốt lên thẳng ra đấy, là giãn dây, đây là rút ra. Còn nếu mà tăng vào thì cứ thế này tăng, cứ tăng, cứ thế là tăng, cứ bấm này là tăng đấy, còn đây giáo ra, bấm này cứ thế này là tăng, đây cứ thế này tăng đấy, là nó cứ thế nó cuốn vào thêm một chiều. Còn nếu mà đóng góp cái chốt này ngửa ra thì nó thẳng, thì lúc đấy ta rút được cái dây ra đấy. Đây là rút chốt, đây hai chốt, đổi đây đấy, kéo cái chốt này là tôi rút thẳng dây ra. Còn nếu mà ta xít lại thì ta cũng này, và lúc này ta tăng đấy. Và chỉ cần bấm này, kéo chốt lên nó khỏi, cho nó kéo bấm lên xuống. Đây tôi một tay rất khó làm, nhưng nếu hai tay thì dễ. Đây cái thùng mà tôi tăng là nó sẽ tăng vào để vận chuyển là như thế này, là thùng rời, ba thùng rời, bốn phụ kiện. Thứ nhất đầu tiên là nắp, tầng hai đây, tầng trệt. Và đây dưới cùng là đáy đó. Thế mà nó đã tăng rất là chặt chẽ. Khi có ong một nữa thì cộng thêm cái sức nặng của ong cộng với lại cái sáp thì cái độ chặt này sẽ còn chặt hơn. Đây là một giải pháp tôi nghĩ là rất khả thi cho vận chuyển thùng ong nhiều tầng to, tầng nhỏ cũng thế. Thế là anh chị cái tầng kế là anh chị là không không nên dùng đai. Đây
trước kia là có cái thiết kế đài đây để nó ôm vào để cho nó khỏi xê dịch, nhưng nếu với cái dùng dây tăng này thì với cộng với con ong nữa là ta không phải dùng đai. Đây, các bộ phận nó rời như này mà tôi tăng vào phải những cái thủng ban đầu. Đó. Đây nguyên bản một bộ đây của người ta bán đây. Nếu như các anh chị mà mua cái hàng đã qua sử dụng, hàng bãi mang tiếng là của nước ngoài, của Nhật đấy, nhưng mà thì nó phải đến 3-500 bộ này, 300 bộ này, 2-300 bộ này, 5 mét này. Nhưng mà mua cái đồ này Trung Quốc sản xuất thì giá thành nó phù hợp này, thì đầu tư nó vừa phải, vài thùng thì một vài triệu thì là mình dùng mãi mãi, và di chuyển những cái thùng ong lớn, thùng ong to, đây không phải chốt chiếc các thứ gì cả. Đấy, đây như đây là một giải pháp cho thùng ong nhiều tầng. Vâng, hôm nay tôi giới thiệu và chắc là một ngày vài ngày tới tôi chuyển ong xa bằng nhiều tầng, tôi sẽ có những clip thực tế hơn để giới thiệu với các anh chị ở trong việc nuôi ong. Và xin chào và hẹn gặp lại.